Tính đến cuối năm 2022, huyện Cờ Đỏ đã hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã. Hiện địa phương đang khẩn trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Đông Hiệp, Thế Hưng, Trung Hưng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã còn lại. Qua rà soát, hiện xã Đông Hiệp đạt 6 trên 8 tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hai tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giáo dục và tiêu chí số 3 về y tế. Xã Thế Hưng còn hai tiêu chí là tiêu chí số 3 về y tế và tiêu chí số 7 về chuyển đổi số. Xã Trung Hưng, ngoài các tiêu chí về y tế, giáo dục, chuyển đổi số, còn có thêm tiêu chí số 1 về tổ chức sản xuất. Đối với tiêu chí giáo dục thì cũng đang đề xuất với huyện là đầu tư xây dựng thêm một phòng chức năng của trường mầm non để xây dựng nó hoàn thiện cái tiêu chí về giáo dục. Đối với tiêu chí về y tế thì hiện nay cái độ bao phủ bảo hiểm y tế thì mới chỉ đạt 75,75%, cũng đang là cố gắng vận động bà con đến 30 tháng 9 là phải đạt 95%. Xã tiếp tục là thực hiện là như sản phẩm ô cốp, như cái tổ hình thức tổ chức sản xuất và đang xây dựng trường mầm non Trung Hưng 1 đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn, công chức văn phòng thống kê và các cái công chức ở bộ phận một cửa tiếp tục thực hiện số hóa hành chính. Huyện Cờ Đỏ có 9 xã, trong đó có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020. 3 xã được công nhận đạt chuẩn trong năm 2022. Chính vì được công nhận trong giai đoạn trước nên hiện nay qua rà soát đối chiếu với quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Các xã Trung An, Trung Thạnh, Trung Hưng, Thới Hưng, Đông Thắng và Đông Hiệp đều bị rớt từ 2 đến 7 tiêu chí. Ban chỉ đạo huyện sẽ rà soát lại những cái tiêu chí nào thuộc trách nhiệm của xã, những cái công việc nào thuộc trách nhiệm của huyện thì tập trung để xây dựng nâng chất. Còn những vấn đề mà quá khả năng của huyện thì huyện sẽ đề nghị thành phố hỗ trợ cho huyện và các xã để thực hiện nâng chất các cái tiêu chí này. Đặc biệt là chú trọng đến những cái tiêu chí mà nâng cao cái đời sống cho người dân. Ví dụ như là tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về giao thông vận tải để mà tạo thuận lợi giao thương hàng hóa để mà giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Mặc dù địa bàn rộng với số đơn vị hành chính cấp xã cao, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Cờ Đỏ đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp xã sớm so với kế hoạch đề ra, trở thành một trong hai huyện của thành phố đạt thành tích này. Tuy vậy, theo bộ tiêu chí giai đoạn mới, địa phương cần tập trung chỉ đạo các xã thường xuyên củng cố, nâng chất các tiêu chí nhằm duy trì cũng như phát huy tốt những thành quả đạt được, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.